骆驼岩啊，等一下我们会从公园啊，远远的来看这一只骆驼，朝着你笑哈，眼眯眯的，对着你笑哈，这一只。cái này là bê tông. Cái này bên trong. Cái này gài đấy nha. Hiện tại mới không có nóng. Đao lại đây thì, wow, nóng quá, nóng quá không được. Nóng quá không biển số Đài Loan sàn thép giỏm không ạ? Có người có phản quang nữa đúng không? Có cái dấu tròn tròn mà có bông lúa nữa. Con tên gì? Cháu tên Phong Vinh. Phong Vinh à? Dạ. Tên Liêm. Liêm hay là Liêm? Liêm, Liêm. Câm ấy. Thanh Liêm. Đi thì dễ anh tặng. Cái chỗ đó như là biểu diễn cá heo qua biển rồi đó. Đó có cái con như con giống như con bò biển vậy đó. Cái này với con kia nữa, có con kia nữa bự hả? Con bự đó có chân đó, có bay á. Mày mang nước theo chưa? Nước của con rồi sửa luôn. Mang lên đi.
bởi vì nó cứ nằm bãi này chứ bãi này chung bón lắm, 10 năm rồi nó tàn hết trơn rồi, đứt 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 lát đứt dùng gì đứt sạch hết rồi. Còn quay thì chỉ còn quay thôi. Quay hả? Quay thôi. Con mang cái áo khoác của mẹ này nắng mặc cho nó nắng đi. Có phải thì con mang đi nhanh lên. Rồi, cao quá. Khoang hành lý rồi rộng rãi. Khoang hành lý này trải chiếu ngủ sướng. Giống như cái tàu. Đây bạn này. Vô tư luôn. Này là nhiều lắm. Chỉ sợ là hết pin thôi.